Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Hữu Sơn và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái khóa học lập trình C cộng cộng cơ bản. Các bạn sẽ được học tất cả những cái gì của C cộng cộng. Đây là cái channel của tôi. Các bạn có thể vào danh sách phát của tôi để xem được nội dung của cái khóa học lập trình C cộng cộng cơ bản. Đó. Thì tôi sẽ update nó theo từng ngày. Thì đầy đủ mọi thứ của những cái lập trình C cộng cộng cơ bản các bạn có thể theo xem. Đó. Và ngoài ra thì khi mà các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với Facebook của tôi. Đây là Facebook của tôi. Thì tôi sẽ sử dụng cái IDE đó là CodeBlock. Các bạn cũng có thể dùng DeepSeek, những cái gì mà tôi gõ ở trên CodeBlock các bạn có thể paste bằng DeepSeek chạy. Thì CodeBlock nó là một cái IDE, tôi thấy là đây là giao diện của nó. Tôi thấy là nó khá là đẹp. DeepSeek thì nó cũng có chức năng là tương tự nhưng tôi thấy nó không đẹp bằng nên là tôi dùng CodeBlock trong những cái video hướng dẫn của tôi. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ qua để dùng cái CodeBlock là như thế nào. Đây là cái giao diện chính của CodeBlock. Thì ở đây có một cái là tạo một cái project mới này. Thì các bạn chỉ cần quan tâm đến cái cửa sổ bên này này, là cái cửa sổ quản lý cái project của các bạn. Và các bạn quan tâm đến những cái file này, new để tạo ra một cái project này. Ok. Hay là những cái liên quan đến debug. Đây debug đây. Đó, hay là mở này, new này, những cái cơ bản thôi. Các bạn không cần phải đi tìm sâu vào những cái có phức tạp làm gì. Ví dụ đây tôi sẽ ấn vào tạo một project mới này. Thường thì tôi sẽ chọn, chúng ta sẽ lập trình, học lập trình trên màn hình console, đó là console application nhá. Đó các bạn đấy. Các bạn chọn C cộng cộng. Các bạn chọn tên, ví dụ các bạn lưu tên này và đây là thư mục mà lưu cái file nguồn, mã nguồn của các bạn. Ok. Đó. Thì sau khi các bạn tạo xong project thì cái file main nó sẽ nằm ở trong cái thư mục này. Các bạn ấn vào đây, nó sẽ vào đây là code của bạn. Các bạn sẽ viết code ở đây. Thì khi mà các bạn muốn biên dịch hay là chạy chương trình thì các bạn ấn vào đây là build and run. Không thì các bạn phải build xong rồi. Thì khi mà các bạn build ấy thì nó sẽ có một cái cửa sổ. Thì các bạn có thể ấn F2 để ẩn hiện cửa sổ này. Còn cái cửa sổ project thì các bạn ấn Shift F2 để ẩn hiện. Ok. Thì khi các bạn chạy này, đó nó hiện lên. Còn nếu mà build mà có lỗi thì nó sẽ hiện ở ở đây lỗi gì đó, ví dụ đây tôi xóa dấu chấm phẩy đi, à tôi xóa dấu này chạy này, đó là ba lỗi này. Thì lỗi ở đây các bạn đọc lỗi ở đây đó. Thì đây là cái giao diện chính của cái code block, nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần biết là build này thì có build build and run thì các bạn ấn F9. Ok, có phím tắt này F9 đây, hay chính là cái biểu tượng này. Ok, cảm ơn các bạn đã xem.